Em buổi tối chào các bác nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 3 năm 2024. Vào buổi tối hôm nay thì bên em sưu tầm được một siêu phẩm đẹp hiếm có luôn các bác ạ. Và trước mắt các bác đang xem đây là một bộ trường kỷ sen cò sen cua cũ lối cổ, chất liệu bằng gỗ vụ ta Quảng Bình. Và bộ này phải nói là vân gân đẳng cấp số 1 luôn các bác ạ. Và bộ ghế thì là có kích thước siêu đại các bác nhé, gồm hai ghế, một bàn và một đôn. Ghế thì có chiều dài là 2m20 nhân chiều sâu trong lòng sử dụng để ngồi là 55,5 và cao từ đất lên mặt sử dụng là 52. Đấy, và cái tấm ván ghế này một tấm gỗ bong đôi cùng vân cùng chất, dày 2 phân đậu đủ. Còn bàn là 1m17 ngang 55 cao 80, đôn là cũng 55 nhân 40 và được đục chạm hai mặt như nhau các bác nhé. Đấy, phải nói gỗ gần đẳng cấp số 1 luôn. Em sẽ quay thật chi tiết để cho các bác nào mà thực sự yêu đồ kỹ các bác có thể là cân nhắc bộ ghế này. Và đây là hình ảnh tổng thể của hai chiếc ghế cùng bàn với đôn. Em sẽ quay chi tiết để gửi các bác. Và đầu tiên thì em sẽ quay luôn chiếc mặt ghế đây. Đấy, các bác quan sát đây ạ. Vân gần đèn cháy, tôm gỗ mịn, chất gỗ giả đanh, giả đanh các bác nhé. Và vân phải từ đầu đến chân luôn. Thực sự là em quay ở trong cửa hàng ánh điện thế này thôi đã đẹp như thế này, thì các bác đến xem thực tế thì thực sự không thất vọng. Đấy, các bác xem vân nó quằn quại xoắn xít luôn, chỗ nào cũng như chỗ nào, càng nhìn càng mê càng phê. Thực sự là số 1 Việt Nam luôn. Tất cả nó thể hiện ở trên hình ảnh camera em quay các bác nhé. Các bác xem và nhận định đánh giá. Thực sự là rất hiếm khi để sưu tầm được bộ ghế nội đẹp đến mức như này. Và một tấm ná mặt bong đôi, hai tấm nó cùng vân cùng chất đấy. Rất là yêu luôn. Các bác tìm trên thị trường sẽ không có những cái chiếc những cái đồi lá nào mà để làm một bộ trường nội đẹp đến mức như này. Đấy, quá hiếm luôn và lành tuyệt đối, không nứt nẻ gì cả, càng nhìn càng say các bác nhé. Đây, chất gỗ để em quay đó. Thực sự quá mê luôn. Và rồi lên trên phần vách đây, vách đục sen cò sen cua đây, sen vịt và sen cua ở ngoài thì được đục lên cảnh nho sóc các bác nhé. Ở đây là sen cò đây, các đường nét đục chạm thủ công. Và bộ lè được đục là hai mặt như nhau. Đấy, hai mặt như nhau các bác nhé. Vách thì dày, vách với bệ là dày 4 phân. Đây, và lên trên cuốn đấy ạ, lành tuyệt đối, không có nứt dập gì cả. Chất gỗ bóng trong luôn ạ. Đây, quay camera các bác xem là các bác nhận định được là chất gỗ nó rất ni, lì tô, bóng trong các bác nhé. Tuyệt vời luôn. Và dưới thì được đục là ngũ phúc kim tiền. Đấy, ngũ phúc kim tiền đục vô cùng là tỉ mỉ và chi tiết. Đấy, còn hai chiếc đây là chiếc bàn và một chiếc đôn nữa, hai món sản phẩm đi kèm với ghế. Đấy, vân tuyệt vời dạng ngũ phúc. Và bên này chiếc đôn cũng tương tự như vậy, từ các cái đợt để trần cũng là dày 2 phân đậu. Và hiện tại bộ ghế này em đang trưng bày tại cơ sở đồ gỗ Bùi Tuấn, địa chỉ khu Vệ Lăng Cây Sung, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Các bác có thể qua trực tiếp để xem các bác nhé. Và liên hệ cho em qua hai số điện thoại là 083-626-499 và 0985-230-888. Và thực sự bộ này cực kỳ hiếm luôn, rất rất hiếm. Đấy, các bác xem mà các bác nhận định quá hiếm để sưu tầm được bộ trường kỷ mà nó vân đẹp như bộ này. Đấy, tuyệt vời. Và các bác hãy đăng ký kênh nhé để liên tục theo dõi cập nhật những video em đăng lên mới nhất và thường xuyên nhất. Và rất cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Xin chào.